Volkswagen Teramontic là mẫu SUV Lai -like Coupe đã chính thức trình làng ở thị trường Trung Quốc vào năm 2019, như lựa chọn thay thế hợp túi tiền hơn của BMW X6 hay Mercedes-Benz GLE Cooper. Sau 2 năm, hãng Volkswagen chuẩn bị tung ra phiên bản mới của Teramontic ở thị trường tỷ dân. Trước thời điểm ra mắt, những hình ảnh chính thức đầu tiên của mẫu xe này đã được công bố. Qua những hình ảnh này, có thể thấy xe đã được cải tiến thiết kế, mang đến vẻ ngoài cơ bắp và linh hoạt hơn chiếc xe trong những hình ảnh này thuộc phiên bản giờ lai nên sẽ sở hữu ngoại hình đậm chất thể thao hơn. Trên đầu xe được trang bị cụm đèn pha hai tầng mới, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ L. Dải đèn này còn kéo dài vào bên trong lưới tản nhiệt, đến logo phát sáng của hãng Volkswagen. Nằm giữa hai đèn pha là lưới tản nhiệt hình chữ nhật đặc trưng của xe Volkswagen và đi kèm logo giờ của phiên bản giờ lai. Bên dưới là cản trước thể thao hơn và hốc gió, trung tâm hình thang khá rộng thiết kế cản trước này dự kiến sẽ chỉ dành cho bản giờ lai. Trong khi đó, thiết kế bên sườn vẫn mang phong cách cúp với nóc dốc về phía sau như trước. Hãng Volkswagen chỉ bổ sung 4 bộ vành la răng mới cho xe. Ở phiên bản giờ lai, xe được trang bị bộ vành hợp kim 5 chấu sơn màu đen hầm hố và cùng phanh màu đỏ nổi bật. Ngay cả ốp gương ngoại thất, nẹp trên cửa và chi tiết trang trí sau chắn bùn trước, tích hợp logo giờ, cũng được sơn màu đen. Đằng sau có một số thay đổi như cụm đèn hậu mới, Nối liền với nhau bằng dải đèn ở giữa. Thêm vào đó là logo phát sáng của hãng Volkswagen, và đèn phản quang nằm bắt ngang đuôi xe mới. Những chi tiết này giúp phần đuôi xe trông rộng hơn và bề thế hơn. Không chỉ thay đổi thiết kế, Volkswagen Terramont X 2022 còn có kích thước nhìn hơn trước. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài 4.917 mm chiều rộng 1989mm, chiều cao 1729mm và chiều dài cơ sở 2980mm so với phiên bản cũ, xe dài hơn 12mm và cao hơn 10mm. Hiện hình ảnh nội thất của Volkswagen Terramont X 2022 vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, xe sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh panorama tùy chọn. Trái tim của Volkswagen Terramont X 2022 tại thị trường Trung Quốc sẽ là động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 2 lít, sản sinh công suất tối đa 217 mã lực so với phiên bản cũ vốn dùng động cơ xăng 2.5 lít, mạnh 299 mã lực và 500 Newton mét yếu hơn đáng kể. Hiện giá xe Volkswagen Teramon 2022 tại thị trường Trung Quốc chưa được hé lộ. Trong khi đó, phiên bản cũ của xe có giá dao động từ 997 triệu đến 1 tỷ 380 triệu. Xe cộ XXX